Lâm Tâm Như, Giả Tịnh Văn và loạt mỹ nhân xì bít tỉ muội tương tàn chỉ vì một người đàn ông. Họ từng là chị em tốt, cùng nhau đi mua sắm, đi du lịch, cùng nhau tương tác với các fan, nhưng lại để tình cảm sứt mẻ, thậm chí trở mặt thành thù với nhau chỉ vì một người đàn ông. 1. Lâm Tâm Như, Giả Tịnh Văn. Lâm Tâm Như nổi lên từ vai diễn Hạ Tử Vi trong Hoàng Châu Cách Cách, còn Giả Tịnh Văn thì lấy được danh tiếng từ Võ Mị Nương. Đều là những cô gái xuất thân từ Đài Loan đến đại lục phát triển sự nghiệp. Lâm Tâm Như và Giả Tịnh Văn đã từng là cặp chị em thân thiết cho đến khi chàng tỷ phú Tôn Chí Hạo xuất hiện. Tôn Chí Hạo rất ấn tượng với nhan sắc của Lâm Tâm Như thời đôi mươi nên đã cuồng nhiệt theo đuổi cô. Cùng thời điểm đó, Tôn Chí Hạo cũng không bỏ qua cơ hội tiếp cận trữ mẫn Giả Tịnh Văn. Chàng tỷ phú một chân đạp hai thuyền, vừa mập mờ với Lâm Tâm Như lại vướng mắc với Giả Tịnh Văn. Cuối cùng, Tôn Chí Hạo kết hôn với Giả Tịnh Văn. Tình cảm chị em của hai kiều nữ xứ Đài chấm hết. Và không lâu sau đó, người hâm mộ phải cảm thấy may mắn cho Lâm Tâm Như vì cuộc hôn nhân của cặp đôi Tôn Chí Hạo Giả Tịnh Văn sớm kết thúc chỉ sau 3 năm sống chung. Cuộc ồn ào về vụ ly hôn của cặp đôi Đại Gia và Minh Tinh này còn kéo dài hơn một năm sau đó. Hiện tại, Giả Tịnh Văn đã hạnh phúc bên chồng kém cô 9 tuổi, Lâm Tâm Như cũng tìm được bến đỗ là Hoắc Kiến Hoa. 2. Đại S từ Hy Viên, An Dĩ Hiên. Đại S và An Dĩ Hiên cũng từng là gặp bạn thân đình đám CBiz. Họ cùng nhau xuất hiện trong mọi bữa tiệc, các đêm hội, lễ trao giải và thường xuyên ủng hộ nhau trong cuộc sống. Và cũng chính tại bữa tiệc sinh nhật An Dĩ Hiên năm đó, cô vừa mất bạn thân, vừa mất người trong lòng Uông Tiểu Phi. Thời gian Đại S kết hôn, cư dân mạng đều nói Đại S lấy Uông Tiểu Phi chính là cướp mất trái tim của An Dĩ Hiên. Đại S và Uông Tiểu Phi quen nhau tại bữa tiệc sinh nhật An Dĩ Hiên. Trước đó, Uông Tiểu Phi đã có quan hệ mập mờ với An Dĩ Hiên trong vòng 5 năm. Đại S công khai yêu và lấy Uông Tiểu Phi đã gây ra cú sốc lớn cho An Dĩ Hiên. Tình cảm chị em thân thiết vì một người đàn ông đã tan biến, hai cô gái trở mặt thành thù. Nàng Trữ Mẫn từng chia sẻ, tôi không biết cô ta coi tôi là gì, là bà mối, là phù dâu hay là tình địch, hay ở vị trí nào khác, tôi muốn hỏi cô ta cho rõ ràng. Sau khi lấy chồng, Đại S gần như rút khỏi giới giải trí, không tham gia các hoạt động phim ảnh. Nhưng An Dĩ Hiên luôn tìm cách mỉa mai Đại S trên các phương tiện truyền thông. Hiện nay, Đại S đã ly hôn Uông Tiểu Phi và có chồng mới là ca sĩ người Hàn Quốc. Còn An Dĩ Hiên đã từng có mối tình đẹp với diễn viên Hàn Quốc Nathan Lee, nhưng anh chàng đã bỏ cô và tới với Thích Vi. 3. Sa Thi Mạn, Châu Gia Di. Sa Thi Mạn và Châu Gia Di là đôi bạn thân nước tiếng của TVB. Trong một lần gặp chị em cùng đi du lịch Singapore, cả hai đã quen biết một doanh nhân thành đạt. Vốn dĩ người đàn ông này muốn theo đuổi Sa Thi Mạn, nhưng không ngờ lại bị Châu Gia Di quyến rũ. Chuyện đồn đại này đã từng gây bão một thời trên các trang mạng xã hội. Tuy rằng không lâu sau đó Sa Thi Mạn và Châu Gia Di khoe ảnh chụp chung chứng minh tình cảm, nhưng các fan vẫn còn bán tín bán nghi về chuyện tình cảm của hai người. 4. Mông Gia Tuệ, Thiệu Mỹ Kỳ. Năm 2013, Trịnh Y Kiện và người đẹp Mông Gia Tuệ tổ chức đám cưới tại Tokyo. Trong quá khứ, Thiệu Mỹ Kỳ kết thúc chuyện tình 7 năm không có cái kết viên mãn với Trịnh Y Kiện. Mối quan hệ giữa Mông Gia Tuệ và Thiệu Mỹ Kỳ cũng vô cùng rắc rối. Cả hai người đẹp cùng hợp tác với nhau trong Bàn Tay Nhân Ái 2. Trong phim thì hai người là đối thủ, nhưng đóng máy thì lại là hảo tỉ muội, nói cười cười tâm đầu ý hợp. Nói về khoảng thời gian này, Lương Vịnh Kỳ và Trịnh Y Kiện lại là một đôi. Sau đó, Trịnh Y Kiện chia tay Lương Vịnh Kỳ để đến với Mông Gia Tuệ. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Mông Gia Tuệ và Thiệu Mỹ Kỳ trở nên lạnh nhạt. Thậm chí trong một sự kiện mà cả hai cùng tham gia cùng với người đẹp Lê Tư, cả hai người Mông Gia Tuệ và Thiệu Mỹ Kỳ nhất quyết không đứng cạnh nhau. Người đứng trái, kẻ đứng phải, Lê Tư ở giữa làm lá chắn. Vậy nên mới nói, nếu như giữa hai hảo tỉ muội, nếu như còn độc thân, hai bạn sẽ trở thành chị em tốt tưởng chừng như mãi mãi. Còn nếu như người này trở thành bạn gái hiện tại của bạn trai cũ, thì xin lỗi coi như chúng ta không quen biết nhau. 5. Phạm Băng Băng, Trương Hình Dư. Câu chuyện tình tay ba giữa Phạm Băng Băng, Lý Thần, Trương Hình Dư tới nay vẫn là chủ đề bàn tán của nhiều người. Trước đó, Trương Hình Dư từng nhiều lần bóng gió trên Weibo cá nhân. Phạm Băng Băng và Trương Hình Dư cùng tham gia siêu điện ảnh Võ Mị Nương truyền kỳ. Ảnh hậu trường của đoàn làm phim cho thấy Phạm Băng Băng cùng với Trương Hình Dư vô cùng thân thiết. Thời điểm đó, Trương Hình Dư vẫn chưa dứt hẳn tình cảm với Lý Thần. Tuy nhiên, sau khi bộ phim Võ Mị Nương truyền kỳ kết thúc, không ít bằng chứng cho thấy Phạm Băng Băng hẹn hò với Trâu Lớn. Bỗng chốc, Trương Hình Dư và Phạm Băng Băng từ đồng nghiệp thân thiết trở thành tình địch của nhau. Khi Phạm Băng Băng và Lý Thần công khai hẹn hò, Trương Hình Dư viết một đoạn văn dài trên trang cá nhân. Lần cuối cùng đưa tên anh trên trang cá nhân. Có lúc em cho rằng có thể cả đời ở bên anh, nhưng rồi đột nhiên anh rời đi, thậm chí không thể kịp ôm em một lần. 3 năm thời gian thấm thoát trôi đi. Thôi thì mặc kệ người ngoài cảm thấy sao, em chúc anh hạnh phúc. Rồi duyên đến duyên đi, tất cả đã trở thành dĩ vãng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau cô lại đăng tải hình ảnh mà nhiều người dùng hiểu rằng cô có ngụ ý. Phạm Băng Băng nhặt đồ thừa mà tôi vứt đi. Không chỉ vậy, thường tránh những câu hỏi liên quan đến cái tên Phạm Băng Băng trong bất cứ cuộc phỏng vấn nào.